cây cối và đại ngàn trong xanh đã đặt nên sự sống và tiếng nói. Từ những loài bò sát đến những con thú khổng lồ như bất lông nhân dần sinh ra và tiếng nói. Sự tiến hóa của các con sinh linh đã dần dần phục kính màu xanh trên hành tinh. Quay đâu rồi nhỉ? Con quay đâu dưới đất vậy? Mấy chú quay vòng tròn rồi sao?